Chị mình nước không vậy? Cuối cùng thì tao nghiên cứu thành công mày rồi. Mày sẽ là một trong những thí nghiệm mới của tao. Mày sẽ giúp cho quán của tao thành công. Ra đi. Mình bị cái gì? Ây, sao mình đó bị biến thành cái thứ gì thế này? Ê, nhóc ơi, ngươi thấy sao rồi? Nhưng mà tôi đâu có muốn biến thành một con quái vật như thế này. Thì lúc đầu ta với ngươi đã thở thận như thế nào ngươi quên rồi hả? Thì lúc đầu thì chồng hết đống này nữa thôi. Mình đi gặt lúa nè, rồi kiếm thêm một đống tiền nữa. Hello nhóc con, nhóc đang làm gì đó? Ủa, ông là ai vậy? À, xin tự giới thiệu, tao là tiến sĩ. Vậy của tiến sĩ qua lè con để làm cái gì vậy? Ta thấy nhóc tội nghiệp nên bây giờ tao muốn cho nhóc gọi là nhà lầu xe hơi giàu có và sự nổi tiếng. Nhóc có muốn không? Nhà lầu xe hơi và sự giàu có. Thì bây giờ nhóc có thích sự nổi tiếng không hả? Ồ, nghe hấp dẫn quá mày ơi. Ủa mà sự nổi tiếng có tiền không vậy? À, đương nhiên là có rồi, có rất là nhiều tiền luôn. Được, con rất là muốn à, có rất là nhiều tiền. Tại do nhà con quá nghèo luôn, giờ con phải đi trồng lúa cho có tiền nè. Mệt quá. Bây giờ nhóc chỉ cần đi theo ta và ta chỉ làm một thí nghiệm nhỏ nhẹ thôi thì nhóc sẽ trở thành một thứ cực kỳ nổi tiếng trên thế giới luôn. Vậy thì chúng ta đi thôi, nhanh lên. Được rồi, đi theo ta. Thì đó, ngươi nói ngươi muốn rất là nhiều tiền mà bây giờ ta đã cho ngươi rồi đó. Ngươi có thể sử dụng cái hình dạng này và ngươi sẽ nổi tiếng hơn và tiền sẽ đến với ngươi. Cái vậy hình dạng, nhưng mà tôi đâu có muốn có cái hình dạng nữa, bên mặt là quái gì giống như vậy đâu. Tôi muốn là một con người mà. Bây giờ thì ta sẽ giao công việc cho ngươi, đi theo ta, nhanh lên. Tuân lệnh. Được rồi, bây giờ ta sẽ đặt tên cho ngươi là Rimmet. Và từ đây về sau, ngươi sẽ là linh vật của nơi này. Và ngươi sẽ phải bán lọ nước này cho ta. Đây chính là lọ nước mà chúng ta mới vừa sáng chế ra. Và bây giờ ta cần bán với số lượng rất là lớn cho những đứa trẻ mua. Bây giờ nếu ngươi không bán được thật là nhiều nước này cho ta, thì ta sẽ đành phải để cho ngươi trong hình dạng này mãi mãi. Cái gì? Cái lọ nước này hả? Được rồi, để tôi bán nó cho. Nhưng mà ông phải hứa cho tôi tiền với đồ ăn á nha. Rồi, được rồi, ta hứa mà. Được rồi, thì để tôi bán nó cho. Tôi sẽ cho được rồi, lấy lọ nước đó, ngươi hãy cầm đi. Hãy đi ra ngoài và làm việc đi, nhanh lên. Trời ơi, ông tiến sĩ thì giờ mình phải ra giao hàng. Mấy người này đang buôn bán mua ở đây rồi. Mình sẽ ra ngoài mình giới thiệu mới được. Ra ngoài rồi nè. Điều đây mới được. Ê, có khách mới, có khách vô kìa. Có khách vô kìa. Cho mua nước, cho mua nước. Ê, alo. Alo, con bạn. Con là nhân viên ở đây. Con mới vừa khai trương một loại nước đá bào rất là ngon luôn. Nghe hấp dẫn quá vậy, cho tôi uống miếng này. Nè, cho bạn uống thử nè, ngon không? Nếu gì ngon thì bạn vô mua đi. Được rồi, vậy vô đây đi mẹ mua cho. Đúng rồi. Có khách hàng rồi. Bán cho tôi 3 ly sinh tố đá bào đi. Đâu rồi, đây, sinh tố đá bào nè, rồi, 3 ly. Được rồi, đây có ly sinh tố đá bào đây. Đây, 3 sinh tố đá bào đây, 15 đô. À, rồi, đây. Đủ rồi nè các bạn ơi, trời. Bán được 3 ly là được 15 đô rồi. Yeah, mình vậy là mình rồi, đã có tiền rồi. Rồi, cái con của ta đây làm sao uống nè. Ôi, trời ơi, cái bán được rồi. Ê, cái gì ấy, sao người mình nóng vậy? Cái gì ấy, cơ thể mình bị biến đổi gì nữa vậy trời? Bán sinh tố đá bào ơi, uống mùa nước, có người vô nữa kìa, để mình ra mình xem thử coi. Cho em 1 ly luôn anh ơi. 2 ly, mua 2 ly đi sầu riêng. 2 ly luôn anh ơi. Tổng cộng của 2 người là 10 đô. 10 đô hả? Mẹ ơi, cho 10 đô cho tôi liền. Không có tiền. Ủa sao vậy dạ? Đi chết không được tiền. Đỡ sầu riêng đi con. À, ông có tiền tôi không có thể bán được. Tôi đâu bán được cho 2 người, không có tiền. Bán đi. Ai, ông có bán được mà. Thôi 2 người giờ đi, không có tiền mà vô đây. Rồi xong rồi. Đi về đây. Trời ơi, tự nhiên có 2 đứa nhóc nào đó không có tiền mà vô đây đòi uống sinh tố đá bào kìa. Trời ơi, muốn uống sinh tố đá bào quá, sầu riêng ơi. Trời, tôi cũng muốn nhưng mà bây giờ mình đâu có đủ tiền đâu. Ê, tôi có cách rồi nè. Hay là bây giờ mình giả làm người lớn đi, xong rồi mình vô chổng mình mua đá bào. Trời, kế hoạch này hay á, tụi mình làm thôi. Rồi, đợi tôi. Ây cha. Được rồi, tụi mình cùng nhau đi vô trong thôi. Đi thôi. Mọi người ơi, uống sinh tố đá bào đi nè. Ôi, lấy cho tôi 1 ly sinh tố đá bào. Ồ, vậy á, bao nhiêu ly nè? 2 ly, tôi uống 2 ly lận. 2 ly á, được rồi, dạ, mình đang có 2 ly sẵn trong người nè, tới, đưa cho chú này luôn. Đây nè chú ơi, 2 ly nè. Chỗ này á, đây nè, 2 ly nè. Đó. Đúng rồi, rồi, cảm ơn bạn. Đi ra tôi trả tiền sao rồi, tôi uống cho rồi, đây rồi. Trời, mình bán được 2 ly rồi kìa, là người đó sẽ ra tính tiền sao quá, được rồi. Thôi nè, sầu riêng, uống đi, đá bào nè. Trời ơi, ngon quá. Chú ơi, anh lộn. Chủ quán ơi, cho thêm 2 ly nữa đi, ngon quá, muốn thêm. Nghe khách hàng kêu gì phải không ta?
Đủ quá rồi, cho 2 ly nữa đi, muốn đây nè. 2 ly nó được rồi, thêm 2 ly nè, trời ơi, hôm nay mấy được quá trời luôn nè. Đây, quý khách đây. Để đó đi. Ý, có cái thẹt kia, trời uống quá trời ly luôn kìa, trời. Chắc đợt này mình sẽ bán được nhiều lắm rồi. Rồi, ok, hôm nay sao rồi, buôn bán ổn không? Trời ơi, có một cái vị khách gì đó uống quá trời xin tố đá bào luôn, khen ngon quá trời luôn kìa. Ủa vậy hả, đâu tiền đâu đưa cho ta đi. Ủa vậy hả, vị khách đó ra tính tiền rồi, con lấy cho chú. À, được rồi, ok. Sắp có tiền rồi, sắp có tiền rồi. Ê, chú Quân. Chào chú, tính tiền rồi. Trời ơi, tôi thêm 2 ly mang về đi. Hai ly mang về, được rồi, thêm 1 ly mang về nữa nè. Nước ngon quá, nước gì mà ngon quá trời rồi. Đây rồi, thêm 2 ly mang về. Quý khách đó chính là như là tới gần là 200 đô á. À rồi, tiền tôi để ngoài bàn á, cậu ra bàn cô lấy đi. Được rồi, con sẽ ra lấy. 200 đô lượng sao? Đúng rồi, bé được nhiều ly lắm á. Rồi, đi ra lấy tiền đi nào. Rồi, được rồi. Khỏi nói tiền nha, tôi đi về đây. Rồi, nước ngon, nước ngon vô vậy nha. Trời ơi, mình đi ra lấy tiền thôi. Ủa, tiền đâu? Tiền quý khách ở đâu vậy? Sao đây ly trống không vậy? Không có thấy tiền vậy? Ủa tiền đâu ta? Ủa có tiền chưa? Có tiền chưa? Anh ơi, không thấy tiền. Không lẽ cái vậy? Mày nói cái gì vậy? Khách này uống đồ free ăn chùa á. Thôi được rồi, tao nói rồi, mày không làm được việc sẽ cho mày hở hình dạng này mãi mãi. Ê, không được, tôi không muốn hở hình dạng này mãi mãi đâu. Ê, cái gì đó vậy? Khó chịu à. Ơi cái gì vậy? Đúng rồi. Hình dạng này đúng rồi. Thôi nhưng mà sáng giờ mày làm được bao nhiêu tiền rồi? Chỉ có được có 15 đô thôi nè. Cái vậy 15 đô sao? Thôi mày cứ ở trong hình dạng này mày buôn bán tiếp đi, tao đi vô đây. Cái gì trời, không thể nào mình còn bị lừa đó chứ. Trời ơi, có ai không vô giúp đỡ với. Nhảy xuống. Có hai đứa nhóc kìa. Ôi, công nhận là hôm nay mình làm phi vụ để hay thiệt luôn á. Thôi đã vậy mình còn đem được 2 ly miễn phí về nữa. Thôi ơi, các bạn hãy cho tôi, cho tôi, cho tôi nha. Ê, mấy đứa nhóc kìa. Mày làm tao bực mình rồi á nha. Đứng lại đó, tao sẽ bắt bọn mày. Ê, khoan, sao mặt mình tức giận lên thì thấy ghê quá vậy. Con mắt màu đỏ gì kinh dị quá à. Biến lại, về lại bình thường rồi nè. Giờ làm cách nào có thể giúp mình biến lại bình thường đây. Trời ơi, buổi tối rồi, khách hàng về hết trơn rồi. Ý vậy ông cho tôi về nhà được không? Im đi, mày có biết ngày hôm nay mày đã làm lỗ của tao mấy chục ly rồi không? Giờ phải làm sao đây? Bây giờ mày phải ở đây mà đền bù cho tao. Mày phải bán lại cho tao để cho nó lời lên có mày mới được về. Cái gì? Bán lời lên mới được về hả? Thôi, bây giờ tao đi xuống dưới nghỉ ngơi đây. Mày ở trên này, mày lo, mày thu xếp, mày bán cho tao đó. Trời ơi, ông xuống nghỉ ngơi. Giờ mình phải đi dọn dẹp đây. Buổi tối thì giờ làm gì có ai tới đâu mà bán. Có ai ở đây không vậy? Ủa? Nghe tiếng ai vậy? Tiếng quen nha. Còn giờ tối rồi còn ai? Ê, đây con nhóc mình đang ăn quịch nè. Ai, cho tôi xin lỗi nha. Mẹ tôi mới chửi tôi á. Tôi nói là tôi không có nên làm vậy. Tôi biết lỗi rồi, cho tôi xin lỗi. Biết lỗi, xin lỗi, trả tiền đây chứ. Tất cả do hai người mà giờ tôi biết là một con quái vật giống như vậy mà không tôi biết lại thành người rồi nè. Tôi biết lỗi rồi mà, cho tôi chuộc lỗi đi. Tôi để tôi giúp bạn trở lại thành người đó. Làm gì có cách đó chứ. Nhưng mà vậy tại sao mà bạn biến thành cái giống vậy? Tại do hình dạng này là có ông tiến sĩ, ông đang ngủ ở phía dưới á. Ông biến tôi thành hình dạng này nè. Vậy bạn đưa tôi xuống gặp ông tiến sĩ đi. Có khi hả tôi mò được ra cách làm bạn trở lại thành người bình thường á. Được rồi, đi theo tôi nè. Ở dưới đây nè, coi chừng nha. Ý, ông đang ngủ trong kia rồi. Wow, ok, để giữ ý, im lặng nè. Ông mấy này là cái thứ biến tôi giống vậy nè. Ê, có cách biến lại bạn lại mà là người bình thường á. Ủa, có hả? Đó chính là hả, phải có một người khác biến thành cái con rim mạch giống như bạn bây giờ nè. Thì lúc đó bạn mới trở thành người được. Ủa vậy thì mình có thể biến ông tiến sĩ đang ngủ bên trong kia được không? Được chứ, ai cũng được. Biến ổng đi. Mà đem bây giờ đem ổng vô trong này nè. Cố gắng đem ổng vô trong đó nha trời. Bấn ổng lên. Được rồi, để tôi cho lên nè. Vô trong đây, dùng ổng vô trong đây. Ui, được rồi, vô bên trong rồi kìa. Rồi, đây để tôi xong rồi nè. Ê, bắt đầu rồi kìa. Ê, mình cũng đang bắt đầu nữa nè. Được rồi. Tôi đang ở đâu đây. Mấy người trao đổi với nhau rồi kìa. Mày dám giúp cho mày sao đứng lại thằng kia. Ê, chạy đi. Ê, mình đứng lại, người ổng bị kẹt trong đó rồi. Nhanh lên. Chạy thôi.
Đúng rồi, ông la kìa. Ê, thôi đi về nhà của mình thôi. Có bạn nào biết cuộc sống của gia đình Rim mà trong Minecraft như thế nào chưa? Nếu như chưa biết hãy bấm qua video bên cạnh của mình nha. Dạ thì mình đi qua bên đó đây.